Cái xong cái em mới nói là vậy thôi để anh chở em về nhà để em nghỉ ngơi xíu đi rồi em đi. Cái tự nhiên cái nói với em là thôi em không muốn về đâu, em muốn ở bên anh. Cái em thấy vậy thôi cái em chở vô khách sạn. Chở khách sạn thôi. Mối tình nó dài dữ á. Ừ, mối tình tìm hiểu dài quá lâu. Lúc mà tới khách sạn á em cũng hơi bức, hơi thất vọng. Tại nghĩ là mình cũng không nghĩ là thầy giáo là như vậy, nhưng mà tính em á thì thoải mái, em không phải là khép nép hay cái gì đó, thì em cứ suy nghĩ là vô thử coi sao. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. À, xin chào hai em. Hình như anh gặp hai em ở đâu rồi nha. Dạ đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ em tên là Trọng Hải. Năm nay em 34 tuổi. Em đang là giảng viên dạy tiếng Anh, đồng thời làm đào tạo về bên mảng khách sạn nhà hàng. Em tên là Trúc Vi, em năm nay 25 tuổi. Em đang ở nhà buôn bán online. Cuộc tình của các em bắt đầu như thế nào? Cuộc tình của tụi em mà bắt đầu ở giảng đường. Ảnh là giáo viên dạy tiếng Anh của em ở trường. Em học trò. Thì lúc đầu gặp cũng xưng thầy trò vẫn bình thường thôi. Dạy thì ảnh hay pha trò, thì ảnh xuống lớp ảnh giả là BD. Ảnh nói là quỷ sứ hè. Mình nghe thì mình buộc miệng mình nói là trời mất hình tượng quá. Tối hôm đó ảnh nhắn tin cho em, ảnh nói là bộ mất hình tượng lắm hả. Ảnh bắt đầu cũng xưng thầy trò, xong lá hồi sau lẳng lãng kêu bằng anh em luôn. Bữa đó là nhắn tin là sáng đêm luôn, xong hẹn ngày mai đi ăn. Em thì em đi dạy cho nên là em có cái quy tắc là em không có quen với học trò. Nhưng mà hôm đó thì cô nàng này có vô trễ. Em thấy giống như trong phim anh vô mà cái hất tóc một cái đi vô rồi đi ngang qua giống như là nhìn mình cái nữa. Cũng hơi ấn tượng tại vì cũng là cái gu em thích, tức là cũng cao cao, tóc dài. Cô bé này có vẻ là hiền, thật thà. Tối hôm đó tự nhiên không biết sao cái em nhắn. Sau đó thì hai đứa cũng suy nghĩ rồi cũng mới quen nhau. Lúc mà tụi em quen thì cũng lén lút lắm. Em đi dạy thì em thả bé xuống ở gần trường. Tới lúc mà nghỉ ra chơi thì giả bộ đi chung nguyên lớp đi ăn. Cái xong cái hai đứa tách ra đánh lẻ đi. Quen rồi xong tự nhiên đi vô trong lớp rồi có bị sượng không? Không có sượng. Quen ảnh xong rồi mình cứ muốn đi học lớp của ảnh không à. Muốn gặp ảnh hoài á. Lâu lâu có mấy lần em cũng xém hố, tức là cũng đang kêu em, cái xong cái buộc miệng xém anh xong nhưng mà kịp gượng lại là kêu lại cái chỗ đó vui lắm á. Với lại mình có cái tật là cứ nhìn về hướng của bé này ngồi không mà lâu lâu cái thấy tụi học trò đang nhìn mình cái thôi mình giả bộ mình lẻn qua chỗ khác. Bao lâu thì là hết lén lút được, tức là bị bùng nổ? Tới lúc là bùng nổ là lúc mà em bị trường đuổi. Là trường phát hiện ra là sao? Cô hiệu trưởng, cô biết là hai đứa quen nhau. Cái cô có hỏi thì em cũng có nói là tại vì tụi em cũng đã tính tới chuyện lâu dài là cũng sẽ cưới này kia. Nhưng mà cô có nói là để tránh gọi là giống như là các bạn trong lớp phân bì này kia có cái sự không công bằng thì là em tạm ngưng, em không có dạy cái lớp của vợ em nữa. Thì cũng đồng thời lúc đó là em có một cái công việc mới, thành ra là em mới quyết định là em chuyển việc luôn. Nói bị trường đuổi là em nói cho vui vậy thôi. Như vậy lúc đó là em không còn cơ hội để nhìn thấy anh thầy ở trên bục giảng nữa đúng không? Lúc đó em cũng nghĩ luôn. Ta là nghĩ luôn. Nghĩ luôn. Lần đầu tiên các bạn là nhắn tin với nhau đó, suốt đêm đó. Dạ. Thì đến bao lâu thì các bạn mới chính thức quen nhau? Nhắn tin đêm đó là ảnh hẹn sáng ngày hôm sau đi ăn luôn. Lên xe thì mình cũng đâu có dám ôm, mình để tay khép nếp. Ảnh thì ảnh vòng tay mình qua ôm ảnh. Xong tới vô ăn, ảnh hôn mình luôn. Hôn luôn. Đè ra hôn luôn. Lần đầu tiên luôn. Dạ, lần đầu tiên là xác định luôn á. Hôn xong rồi trở về không? Dạ. Thì lên xe thấy gì đâu hẹn hò nhau mà ngồi cách yên xe khúc kỳ. Sợ té cái thôi em lấy tay em vòng qua sau lưng em ôm lại luôn để em giữ vậy luôn. Tính cẩn thận nghe không? Sợ người lớn té đó. Đó. Xưa đến giờ em với bạn bè em ngồi nói chuyện á, thường em hay hỏi câu hỏi này là giờ chị Vân với anh Thuận giờ nhìn hai vợ chồng em, giờ anh chị nghĩ là ai dụ ai? Dĩ nhiên là ảnh rồi. Em, ông thầy sao học trò dụ rồi, đúng không? Nhưng mà giờ em hỏi anh là giờ đàn ông mình đi chơi đúng không? Mà học trò mình giờ mặc đồ sexy hở hang vậy thì có phải là học trò mình dụ mình không? Có nghĩa là bữa đó cũng sexy đó đúng không? Hai dây hay sao? Dạ đúng rồi, mặc áo hai dây nhưng mà ở ngoài có mặc một cái áo sơ mi. Nhưng mà nó hững hờ lắm, thành ra là em địa được hết. Nó vấn vương, nó hững hờ lắm. Dạ. Đó. Rồi đâu có chịu nổi đâu. Sơ mi mà không gài nút đúng không? Dạ đúng rồi. Đó thì đúng rồi.
Đó thì không phải là ai dụ ai đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng ai dụ vô có chịu vô không? Dạ thì đi ăn thôi ạ. Đâu đi ăn. Đi ăn nhưng đi ăn xong rồi hôn nhau. Không, dạ. Tao hung rồi mới ăn. Trong lúc chờ đồ ăn thì tụi em thế hung... ơi, ăn xong rồi đi về hay đi đâu nữa? Dạ, ăn xong thì lúc đó tầm mới khoảng 2 giờ. Mà trong khi thì bé vợ em thì tới khoảng 4 giờ là mới lên xe để đi tỉnh. Thì em mới kêu là thôi đi cà phê đi. Thì bé nói là mới ăn xong rồi uống cái gì nữa, là còn no lắm. Cái xong cái em mới nói là vậy thôi để anh chở em về nhà, để em nghỉ ngơi xíu đi rồi em đi. Cái tự nhiên cái nói với em là thôi em không muốn về đâu, em muốn ở bên anh. Cái em thấy vậy thôi, cái em chở vô khách sạn. Chở vô khách sạn luôn. Dạ. Mối tình nó dài dữ ha. Ừ, mối tình tìm hiểu dài quá lâu. Lúc mà tới khách sạn á, em cũng hơi bức, hơi thất vọng. Tại nghĩ là nhận mình cũng không nghĩ là thầy giáo mà như vậy. Nhưng mà tính em á thì thoải mái, em không phải là khép nép hay cái gì đó. Thì em cứ suy nghĩ là vô thử coi sao. Cái ảnh tới chuyện gì tới thì tới. Cái mình cũng nói với ảnh là anh ơi mình có nhanh quá không anh. Ảnh mới qua anh nói là em ơi mình quen nhau lâu rồi mà, trong khi là vậy mình có 1 tháng à, mà nói chuyện được con chút xíu vậy đó, mà quen lâu rồi đó, đối với ảnh là lâu rồi đó. Tức là sao nó có sợ là ảnh thay lòng đổi dạ với mình hay không hay là như thế nào? Có chứ, thì cũng sợ, nhưng mà nếu mà ảnh không còn quan tâm mình nữa thì đối với em suy nghĩ lúc đầu là coi như tin một đêm. Nhưng mà được cái là cũng hỏi thăm, cũng quan tâm, cũng vui vẻ bình thường, cũng trách nhiệm. Lúc đó em cũng còn lông bông lắm, có nghĩa là em cũng chưa có xác định là em sẽ cưới đâu. Nhưng mà sau một thời gian dài ấy, thì em thấy một điều là xung quanh mình nó toàn là ảo không mà không có thiệt. Còn bé vợ em thì giống như là lúc nào cũng đợi em, cũng sẵn sàng chờ em vậy đó. Thì từ từ em mới nhận ra là bé thương mình thiệt, rồi dính tới giờ luôn. Dính tới giờ luôn, tức là cái thời gian mà thương thiệt rồi dính tới giờ là bao lâu nè? Dạ cũng gần 3 năm. Rồi là hai đứa cưới lâu chưa? Dạ tụi em cưới được khoảng 1 năm. Có con chưa? Chưa, tụi em đang kiếm. À rồi, giờ mình kể tiếp nè. Trước khi cưới có cái biến cố gì không? Kể đi kìa. Tới sau khi đám hỏi xong thì tự nhiên cái đợt đó vợ em bị sốt, rồi ăn uống không có được. Xong cái tự nhiên cái tối hôm đó là cái bắt đầu là hôn mê. Thì thì cũng là tưởng là bệnh như bình thường thôi. Thì mới đưa vô bệnh viện 115 á. Thì vô thì tới lúc mà lên cấp cứu xong á, truyền thuốc như mọi khi thôi. Nhưng mà tự nhiên cái đợt đó là vợ em bị như là liệt nửa người luôn. Có nghĩa là bên trái thì còn cử động được một chút. Miệng là coi như là cứng đơ luôn, không có nói được luôn. Ăn uống thì cũng khó khăn. Thì bác sĩ nói là đó là một cái biến chứng của cái bệnh viêm tủy. Cái đợt đó là coi như là hai nhà cũng rất là lo, tại vì chưa bao giờ là vợ em bị phát bệnh như vậy luôn. Cái đợt đó là em cũng vừa đi làm vừa chạy ra chạy vô, mà lúc đó em cũng rầu lắm, em cũng vừa lo nữa. Bạn bè này kia ai cũng nói em là suy nghĩ kỹ trước khi cưới, tại vì nhiều khi mày cưới về mày không chịu được rồi mày bỏ con ta rồi tội. Nhưng mà lúc đó thì em có nghe mấy bà chị bạn chơi chung với lại vợ em nè, có nhắn tin cho em nói là hồi nãy chị vô chị thăm Vi nó mấp mấp cái môi thôi. Nó nói là về là kêu anh Hải là bỏ em đi, mà đừng có như là tội cho em á. Sợ em là cứ phải gánh cho vợ em. Đó, nhưng mà em lúc đó em nghe xong em cũng khóc nhiều lắm. Xong cái em mới ráng bình tĩnh lại. Xong cái vợ em mới đưa về nhà thì cũng phải ngồi xe lăn rồi tập vật lý trị liệu một thời gian. Nhưng mà cũng có cái động lực đó, có cái động lực là nhờ có em bên cạnh đó, thì vợ em nỗ lực tập luyện này kia, thì khoảng chừng 2 tháng sau thì vợ em hồi phục bình thường. Và bây giờ là đi lại bình thường. Giỏi quá, vậy là phải nghị lực dữ lắm luôn hả? Bây giờ thì nó hết chưa? Dạ thật ra thì nói khỏe 100% thì cũng không phải là 100%, nó chỉ hồi phục được khoảng tầm 70-80. Nhưng mà bệnh này thật ra thì nó đã có từ rất là nhiều năm trước rồi. Nó sẽ biến chứng theo từng giai đoạn và từng cái độ tuổi của mình, lớn càng lớn nó sẽ càng biến chứng và nó sẽ càng nặng hơn nữa. Nói hồi 100% là không có. Mờ, điển hình như là con mắt của em đã hư rồi.
Em chỉ còn thấy được 1/10 thôi. Và em chỉ còn được một con này để mà chủ vẫn cho hai con luôn. Nhìn bằng một con thôi. Bây giờ mà nó có tái nữa thì nó còn sẽ nặng hơn nữa, và nó sẽ mờ hơn nữa, và nó sẽ yếu hơn nữa. Chứ mình không có trị được hả em? Dạ, bệnh này của em là... em là một cái dạng bệnh hiếm á chị. Thì bên nước ngoài họ cũng đã nghiên cứu nhiều rồi, nhưng mà cũng không có thuốc chữa. Chưa có thuốc chữa, chỉ là có cái thuốc để mà kìm nó lại thôi. Ức chế thôi. Hy vọng rằng là khoa học ngày càng tân tiến sẽ tìm được một cái phương pháp nào đó để có thể chữa hẳn được căn bệnh này. Chứ nó không chỉ là kìm hãm. Thì cho anh hỏi một chút cái chuyện này tế nhị, là bác sĩ có nói là nó có ảnh hưởng tới cái đường con cái gì không? Không nói, nhưng mà bệnh của em á, thì nó sẽ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Và mỗi lần như vậy thì phải truyền thuốc và uống thuốc suốt đời. Thì em không biết có con nó có ảnh hưởng hay không, và cái lúc mà có con thí dụ nó tái bệnh thì như thế nào. Nhưng mà bác sĩ cũng kêu là khuyến khích nên có con sớm, tại vì sau này nó càng lớn tuổi nó sẽ càng yếu hơn nữa. Em có nói với mẹ em là gia đình em trước khi cưới cái chuyện con cái thì con không có đặt nặng cái vấn đề đó, tại vì đối với con thì sức khỏe của vợ con nó quan trọng hơn. Còn cái chuyện mà con cái thì coi như là tự nhiên đi, trời cho thì mình cứ nhận. Còn mà cũng hy vọng là giống như là có con xong thì thay máu, biết đâu thì nó có một cái gì đó, nó phép màu nó xảy ra thì có thể là vợ em nó sẽ giảm bệnh. Bây giờ mình khui tật xấu đi ha, sẽ ưu tiên cho bên này đi. Bây giờ nè, cô ấy có tật xấu gì không? Thì cái đầu tiên đó là vợ em dê lắm. Dê à? Dạ, dê lắm. Dê lắm. Dê em lắm. Hồi xưa quen á thì thùy mị lắm. Mà sao tự nhiên cưới xong về cái giống như là chốt sổ rồi đó, thành ra là bung ra luôn. Dê em hoài luôn. Dê đúng không? Đi ăn thì ăn xong đứng dậy thấy không ai nhìn cái bóp mông em cái. Cái xong cái em quay qua em thấy mấy đứa nhân viên ở trong quán bụm miệng nó cười. Khoái đúng không? Khoái dòng ba ổng phải không? Bự. Trên xe thì bình thường thì ôm bụng em, cái bóp cái bụng em vậy nè, cái lâu lâu đưa lên bóp vú một cái. Xong cái đang ngồi này cái từ tuột xuống cái khẹo dưới một cái. Đó, ngoài đường mà kỳ quá. Có đâu, tay nó rớt xuống. Thôi, về ngủ cũng không yên. Tối ngủ á là phải nắm mới ngủ được. Ở nhà mà em mặc mấy cái quần sọt mà hơi chật á, cái bắt em đi thay. Thậm chí có lúc là em tắm xong để sẵn cái quần rộng rộng cho em mặc. Rồi tối ngủ á là cứ về là phải đổi qua đổi lại sao cho thuận tay bả, để bả vừa ngủ mà bả vừa nắm được. Cái này đâu có xấu đâu, này dễ thương mà. Anh tưởng tượng nhiều khi em đang ngủ, em đang mới lim dim ngủ, không biết bả nằm mơ bả gặp ác mộng gì cái bả nắm bả giật giật. Rồi thiệt luôn á, em nhiều khi em đang ngủ em giật mình vậy luôn, mà trong khi bả ngủ tỉnh queo à. Mà mơ đi lấy xe. Ngủ nhiều khi cái biết cái thế bả ngủ sao, tự nhiên bả đang ngủ nè cái bả lên gối em cái gì. Tính ra là tụi em chênh nhau tới 9 tuổi lận. Đôi lúc em cũng quên mất là vợ em nó đang trong cái tuổi là còn trẻ, còn được cần được nuông chiều này kia. Cho nên là nhiều khi cái em mà lớn tiếng em la cái là cái giận nè. Uống xỉn xỉn chút xíu nha, mà lỡ mà nạt bả cái là cái bả khóc, hoặc là bả giận cái không thèm nói chuyện, không thèm quýu cái giận luôn. Tới lúc mà nạt em lại cái em xìu xuống. Rồi giờ tới em đó. Ảnh cọc tính lắm, ảnh làm mờ chút xíu là bắt đầu ảnh nhằn. Đi xe cũng vậy, ai mà hả đi sai sai xíu là ảnh qua ba. Mày làm gì vậy? Mày đi cái kiểu gì vậy? Ảnh có một cái tật á, ở nhà nút, không mặc đồ. Đi vòng trong nhà hết trơn á. Nhiều khi á, ngồi trên ghế salon xong rồi bấm điện thoại mà không mặc đồ. Trong khi là ở ngoài cái cửa không kéo rèm luôn. Còn thỉnh thoảng là vui vui mở nhạc lên xong rồi ngồi múa. Múa mà múa nút luôn hả? Múa nút. Bởi vì nóng nó nóng là phải tại rồi. Nóng á, tại đi làm về em nóng. Rồi em mong muốn chồng thay đổi gì không? Nói chung là ảnh rất là cưng em, mà rất là chiều em, rất là thương em. Chỉ có cái là bớt cọc tính lại. Ảnh mà la ảnh mà cọc tính chút xíu là em buồn á, em buồn rồi em khóc. Với là em rất, dạ đúng rồi, em rất là hay suy nghĩ. Nên em rất là muốn ảnh bớt cọc tính lại. Còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em sẽ như là trưởng thành hơn, thông cảm cho công việc của em. Tại công việc của em là đi cũng khá là nhiều quá, từ sáng đến chiều. Nhiều khi vợ em suy nghĩ nhiều, em biết là vợ em suy nghĩ nhiều, cái em cũng cho đi theo làm phụ em này kia các thứ. Tuy nhiên là em cũng muốn là vợ em sẽ thông cảm hơn, bớt những cái suy nghĩ tiêu cực. Đúng, dạ, đúng rồi. Thật sự ra nhiều khi ở nhà em làm mấy cái trò khùng điên vậy đó, thì chủ yếu là chỉ cho vợ em vui thôi. Còn cái tính cọc của em á là giờ là đỡ lắm rồi, thì em cũng đang cố gắng để em giảm bớt cái tánh nóng đó. Cái việc mà em cần phải làm á, cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất.
đừng có bị suy nghĩ tiêu cực là chính xác đó. Thì mọi thứ em cho nó nhẹ nhàng đi. Đó, còn cái điều em bớt nóng tính thì đương nhiên em đã xác định được rồi, em sẽ phải làm được. Dạ, rồi, cảm ơn cảm em. Anh chị. Là chị Hạnh, cháu sinh là... 1987 đúng không? Dạ, 1987. Thôi để em giới thiệu. Thôi bây giờ mình nói, không, không được, không được. Rồi nói lại lần nữa. Con có bạn cảm thấy 87, hồi hộp con không? Nói, con nói tuổi đi. Con nghe nè. Con nói 87. Rồi. Hồi hộp mà, hồi hộp. Không sao á. Thì có hồi hộp không? Rồi, bây giờ chú Lương đứng lên. Đang tâm sự với cô nè. Dạ. 2, 3, bắt đầu. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của cháu là kinh doanh về trang sức. Trang sức, đúng không? Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ dạ. Phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng rồi. Hương. Là coi như Đồng Hương không rồi. Không chừng là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi. Sinh năm 1989 ạ. Và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Coi như chồng là trang sức, dạ. Vợ là mỹ phẩm, dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đọ. Đang đọ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng như về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hoặc là này đi xuống mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? À rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn đó. Thì Sĩ Hạnh đó đi đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái lúc này cô chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Thì xuống chi vậy? Xuống chi vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Rồi sao bây giờ khai dạ. đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là ô em xem em có bạn nào xinh không giới thiệu cho anh cái. Ừ. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem thế mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo ơ em này có người yêu chưa. Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo ôi chuyển anh à, tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 vâng, tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian hồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì đúng, 21. Đúng rồi. 21 tuổi thì đúng ạ. Con giỏi vâng, con 19. 18. Vâng ạ, đúng rồi ạ. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ vâng. là có lâu lắm rồi 10 ạ. Năm rồi. Dạ, vâng, đúng rồi. Không? Vâng. À, nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn, phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi. Vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt, kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ dạ. đúng không? Vâng. Set up trong buổi vâng. gặp gỡ tình cờ đi xem phim à. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn là nhưng mà nè cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì dạ. thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn rồi vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là
có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nõn chuối. Ừ. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm. Có mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với những cái sự tương phản này. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần trắng trắng. Áo xanh da hơi nâu nâu. Quần trắng. Vâng, quần trắng lại đấy. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp. Vâng, nó rất là tố cáo nhau. Thì con thấy, mà con vẫn ok, vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy ra như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi, có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không để chị kiểu cũng sắp xếp thứ, thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, thì ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi. Sau này là nói tranh hết cả phần của con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ, có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. Mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưng anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước. Con ôm, thì xong con chỉ xuống xe, con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu. Anh về anh yêu bạn thân anh đi. Tại vì thế nọ thế kia, nên con nói thì xong con mình con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được. Xong rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chẳng cần một tuần à. Sang một đêm thôi, sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ. Đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi. Không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh ấy cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi. Nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc đen? Trông kiểu ăn chơi một tí. Trải nghiệm trong cuộc đời con. Đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây, tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ. Bởi mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là làm lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng, thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái không mang xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con mỡ đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào em nghe tư vấn đi nhá.
con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu 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 một lúc, xong lâu lâu đi ra, con ok đi ra phải thấy đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện, thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm, thì trao đổi qua lại thì bảo ok, anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy gì, con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ, thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thấy nói ấp ống, xong rồi sao gọi không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc bảo thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy, là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào thôi, mở cửa kiếc sắt xiếc của to trông như ngân hàng ấy. đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì rồi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh theo rồi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt mắt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi đúng là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại vừa đập đi xây lại vợ rồi. Ăn gian chưa rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi rồi, lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sắc ướp Ai Cập ấy, băng bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo. Xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về khách sạn nghỉ ngơi đã. Để biết tại là phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì mổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây xong rồi bảo đây là đâu, tôi là ai. Nhưng lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không, lúc ấy nói yếu không nói được nhiều, chỉ cần nắm tay thôi là biết rồi. Dạ. Thế là con mới đưa về khách sạn thì con lúc đấy còn bực lắm, lúc về con bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là chỉ thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn không? bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính. Thì con tự nhiên lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy, cả một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này ở lại chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới, ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thế tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm hồi đó con chưa thân với mọi chị em mọi người đấy lắm. Con bảo tưởng Việt Nam quá, trong đầu mình mà đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu coi nè, đây là quân địch đến, không lo chuyện, lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp. Một ức lắm chú ạ, lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn lại đỡ, lại do cái mặt lúc là con nghĩ là
ly dị luôn không? Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị phải không? Ừ. Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa rồi. nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy. Tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không? Thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời cũng là anh đồng ý đúng không? Ờ nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á. Rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng nói rất là kinh. Là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần. Thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá. Thì con cũng thấy là thôi, mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì vợ thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh, hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu không nổi. Không cãi nhau chịu không nổi, hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt. Con cắt để thành mái che hết mặt rồi, về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là sao? Lại rồ lên lần nữa, ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn chưa bỏ nhau. Cái hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay. Vợ con đi nhận hàng thì là đang rất là chờ người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra. Từ xa thấy trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình. Mình bảo ơ trông rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Con bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau, người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. nhưng mà con công tâm dạ. Công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại, vâng, con còn nhớ thì khi ta có đi coi phim mà nhất là những phim Hàn Quốc và vâng, vâng, Mỹ đó, vâng, đó cái lúc mà tháo cái bằng nhạc luôn, búng ra một cái trời ơi hào quang tỏa. Này đúng đấy, một cô gái, một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt, dạ, mở cái mặt ra, ra cái sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp ạ. Còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ đợt mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng thôi chú ạ. Có nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau. Thời gian sau. Cái yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em. Anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn. Là con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng ạ. Đúng không? Không thể hiện. Không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có 2 bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có 2 bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Thì con cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là
mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ này. Con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con đấy điểm trên tự đánh giá. Cô thấy ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị con vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước. Tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn. Quên nắm tay luôn. Cô không nắm tay luôn. Đó thì con bảo là bị vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong trong nhà. Ôi, thì trừ rồi. Trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận về điều đấy. Thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, mình dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì, và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế thì con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ vô tâm rồi giống nhau, còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí, tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi xong chồng con nói tiếp con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng lên hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong vậy, là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thầy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói qua nói lại nữa. Thế còn gì gì nữa không, hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ, hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn, chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Thế là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay, và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả, nên là cố gắng, không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi, vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi. Cố gắng mà quay thì hồi đầu tàu chồng con không quay đâu. Dạ, quay chồng không? Con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Chồng con biểu diễn ở đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok. Mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con ở đằng sau con nhảy nhoi. Không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ, con cứ quay thôi. Vợ con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được cái kiểu. Ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Đúng ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, rồi anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả, là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, thí dụ như con thích quay thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi,
Dạ không, con cứ ngồi đấy rồi bỏ đi thì đâu thì bà lại cũng rất lắm nè. Bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là lại thành cái nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái đợt luôn. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok là thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu. Bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Bạn... văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái đấy làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong rồi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày sao trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Mọi người đang phải đặt cho con chuyện danh. Cái nét là khán giả là mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao. Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, là lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là à, hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đồng. Đối với cộng đồng nha, chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy, không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn thì chúng ta sẽ mới hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 14, 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần, 50 năm thôi. 50 năm nghĩa là 36 năm nữa thôi. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng.